ra sân bay rồi đây, chuẩn bị bay tới bên Nam. Ôi dồi ôi, mệt quá. Bắt đầu đi vô sân bay làm thủ tục. Đây là Chile 2 nha. Giờ chuẩn bị lên máy bay bay đi bên Nam. Người ta đi cũng đông ghê chứ, không biết này có thú vị gì không đây. Vẫn còn đang hơi buồn ngủ nha. Let's go, bye bye. Tới sân bay quốc tế Penang. Sân bay này là các bạn có thể bay từ Việt Nam trực tiếp qua đây luôn luôn nha. Đây là sân bay quốc tế Penang. Đã tới nơi rồi nha quý vị. Giờ chuẩn bị hành trình đi chơi nè. Đã tới sân bay Penang rồi. Sân bay Penang. Đây cũng là sân bay quốc tế nên nó rất là lớn. Bây giờ đi ra cổng để bắt xe Grab tới khách sạn. Đây phía bên ngoài sân bay. Oh yeah, giờ đi ra bắt xe về hotel. Nói đi. World Hotel á? World Penang Hotel, please. World Hotel Penang. Anh đã đến khách sạn để lấy phòng rồi, nhưng mà ở đây thì 3 giờ chiều mới cho lấy phòng nên trong gian chờ. Cái tầng sảnh ở đây, cái ở dưới đi lên thấy cái cầu thang rất là nhỏ, nhưng mà cái sảnh bên này nó rất là đẹp, nó như quán cà phê vậy đó, không chiều dễ sợ. Trời, cái sảnh khách sạn mà tưởng nó là cái quán coffee á, chiều thật là chiều luôn. Đây bên Nam đây, nắng lắm, nãy giờ đi bộ nắng kinh khủng. Ở đây đường phố nó giống như người Hoa á. Người Hoa mà ngày xưa trong phim Hồng Kông á. Ở đây thì người Hoa sống đông hơn, tại vì Mã Lai là thành độc trong tin đó, là thủ phủ của gọi là con dân của Mã Lai ở đông nhất từ khai phương lập địa gì đó, nói chung là vậy. Rồi thằng quay một vòng cái view của cái sảnh khách sạn này nha. Đây là cái cầu thang đi lên nhỏ nhỏ hồi nãy thằng đi vô cửa đó, rồi đó cái view trong kia là cái quầy lễ tân. Đây là ngoài cho khách ngồi đợi nè. Trời, nhìn vô tượng quán cà phê không, rất là so cute. Mà chắc có thể là quán này cũng có uống nước luôn hay sao, để lát tối coi thử coi ha.